ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Kim Hiet Tang យើងថ្ងៃនេះរៀនអំពី Conversation 9 មេរៀនទី 9 ដែលមានចំណងជើងថា Visiting a sick friend ការសួរសុខទុក្ខមិត្តភក្តិឈឺម្នាក់ អូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលសូមតែមើលសន្ទនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Ok, chia đầm bốn, nhóm xong an xong tình này tặng mũ chú nè tặng ọc này xin hai dân chăm chô tới mơ ca bỏ bài tặng ọc này. Ok, I would like to visit a patient. What's the patient's name? Julie Park. She came in last night. Let me check. Yeah, she's in ward 10. Please go down the corridor. You can only stay half an hour. Thank you. Hello, Julie. How are you feeling now? Hi, I'm feeling much better. Thanks. What's wrong with you? I think I have stomach trouble. How long will you be in hospital? The doctor says I can leave next week. Is there anything you need? Do you have plenty to read? Well, I love some magazines. I finished these already. What about some fruit and chocolates? That would be nice. Thanks. I hope you are on the mend soon. Thank you and thanks for visiting. Chà, ai lời ní dân châu tầm mưa cá bọc bài sẵn tên đi tầng ạ khả nìa. Chà, chị tầm bốn. I would like to visit a patient. Okay. Would like to mean chẳng ấy mối visit tới sự sọc tốt patient nhạc chung ngư I would like to visit a patient nhóm chẳng sự sọc tốt nhạc chung ngư mà nè bí có lại mà thả what's the patient's name okay, patient's name chung mua là bao nhạc chung ngư ta nhạc chung ngư mình chung mua vậy đấy nhưng có lại ta quên cứ Julie Park She came in last night. Got mua thật Julie Park. Hai, came in. Nó mình thật chô mà khăn ông tì bẹt nắng ấy. Last night dục mình. Chú mua thật Julie Park. Niên mô ca bí dục mình. Let me check. Yes, she's in ward 10. Okay, check ní mình thật trụt bì nịt. Bì nịt mớ. Ward ní cứ... bình tục nó trong tí bét cái dương bà bị vót hay thèn ní miên thà lệch đạp chăm khá nhông bình đạch mơ sân cha ở niên nơi bình tục lệch đạp Please go down the corridor You can only stay half an hour okay, Corridor ní cứ plug down nó trong ngạc kia plug down Stay half an hour miên thà nơi bán cả lá màu Anh chơi anh ta tam play ni, nè ai nơ ban tay cả là mong tê. Thank you. Ocon. Hello Julie, how are you feeling now? Hello Julie. Ta anh dặn mệt dặn mà hỏi thằng ni, mẹ rằng mệt đá thằng ni. Mẹ rằng mệt đá lời nắng. Hi, I'm feeling much better. Thanks. Okay, feeling much better. Mình đã miền ả rõm thu sẽ ra chiếc môn tràn. Sus đây, khi nhóm miền ả rõm thu tràn hai, ọ cun. What's wrong with you? What's wrong with you? Dương chăng đang bị ả cà rạc bỏ nẹ cho người nâng thà mệt bằng tất cả là miền cho người nâng chăng á, quật cạt ấy kế. Ta anh chư ấy kế, ta anh cạt ấy, ta anh chư ấy. I think I have stomach trouble. Okay, stomach này cứ cục bè. Trouble, bằng hà. Chẳng stomach trouble cứ trong ngữ kẻ tôn tên là cục bè. Khi nhóm kết tha, khi nhóm miên bằng hà cục bè. How long will you be in hospital? Okay, how long cứ đi dạp bè bằng nà. Ta ai nâng nơ bẹt dù bằng nà đấy. The doctor says I can leave next week. Doctor, con bạn mình bật xa thác, nhóm ai tránh nữ, sắp đá cơ rồi. Okay. Next week,
sắp đà cài. Is there anything you need? Ta anh trâu ca vậy đại đi tế. Thời ca ấy ớt chăm nhóm tài rô ai. Do you have plenty to read? Okay, plenty mình đã chỉ tràn. Ta ai miên away chân an hai đứa nữ. Ta ai miên ai an chân nữ. Bởi ta ở toàn miên chăm nhóm tài hỏi tình ai. Đi coi tài hỏi vô mà ai. Well, I'd love some magazines. Okay, magazines to snap vào đây. Nhóm trong ban tu snap vào đây khla khla vô mà an. I finished this already. Okay. Nhóm an chẳng ơn đi chọc ở hai. Chẳng à, tôi sẽ nào ở đây nhóm biến đó. Nhóm an chọc ở hai. Nhóm chẳng bàn thay khá khá tiết. What about some fruit and chocolates? Okay. Fruit, phải chớ, chocolate, sô-cô-la. Chọc phải chớ năng sô-cô-la thời ca đài rì tế. That would be nice. Thanks. Okay. Nó bà xa nè. Nhóm thời ca. Ok, nếu bé đã kê sna ai muối thì có kê bắt đầu ai muối ai dưỡng, dưỡng chẳng bàn dưỡng á, dưỡng ạ gì tha. Oh, that would be nice, thanks. Kê dưỡng, đã cả nã tha dưỡng, dưỡng rì kê rì năng ở vậy đã kê sna ai dưỡng á, rồi có kê bắt đầu ai dưỡng á. That would be nice, thanks. I hope you are on the mend soon. Kê, to be on the mend mê tha chia sạch bài. Nhóm sẵn khâm ta ái nàng chia chắp chắp đi. Thank you and thanks for visiting. Okay. Ocon, hay Ocon ai đã bàn mà lên. Cha nè tặng ngọt nè, lời dương bọc rai rồi hái. Chấn, chi bình tốt, dương tờ mơ xanh tình này tặng mù tặng ngọt nè mà đón tiệt. I would like to visit a patient. What's the patient's name? Julie Park. She came in last night. Let me check. Yes, she's in Ward 10. Please go down the corridor. You can only stay half an hour. Thank you. Hello, Julie. How are you feeling now? Hi, I'm feeling much better. Thanks. What's wrong with you? I think I have stomach trouble. How long will you be in hospital? The doctor says I can leave next week. Is there anything you need? Do you have plenty to read? Well, I'd love some magazines. I finished these already. What about some fruits and chocolates? That would be nice. Thanks. I hope you are on the mend soon. Thank you and thanks for visiting. ចា៎សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺទីបញ្ចប់នៃសន្ទនារបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយតាមដាននៅមេរៀនបន្តផងអូខេនាងខ្ញុំគឹមហៀសូមជម្រាបលា